Là phải dọn dẹp sạch sẽ hết. Tin không? Quá tốt mà. Quá đà tài rồi. Mới có mấy năm? Tháng 7 này mới được 3 năm. Tháng 7 này được 3 năm rồi. Thằng cuối cùng. Rồi, lên này. Tháng 7 này để được 3 năm là mới có những bé là chuẩn bị 3 năm nè. Tháng nữa tròn 3 năm. Khéo quá em. Rồi ok. Rồi. Đã thấy vệ sinh sạch hết luôn không? Đúng rồi, vệ sinh sạch. Rồi. Ở dơ quá. Ồ. Thấy chưa? Cái này. Ồ, phản nó ổn ghê không? Đây đây, chị qua bên này. Dọn dẹp đấy chứ sao để cho nó dơ dữ nữa. Mai là anh bưới người anh luôn hết. Ở trên này nó có cái con gì nè. Có cái con này là yến tá an á. Làm sao được có con này đọc à? Trời ơi, anh mua cái loại ấy mà. Quá dữ ha. Bí quyết. Quá dữ. Lâu lâu về tham lại cái nhà. Không mà lúc em nói cái phân là em biết rồi đó. Lúc chọn đâu có lầm người đúng không em? Rồi. Ồ cái nhà này là anh mà dọn dẹp sạch sẽ là dịch vi sinh nữa là đúng bài đúng hỏi luôn. Đúng không phải? Kéo anh nha. Dạ. Kéo lên cửa đi. Ồ nước cái nước thấm quá, ướt hết sàn rồi. Thì anh biết mà. Có gì để bà anh 3 năm bồn kêu. Thấm hết rồi, gọi đây. Thấm phải không? Dạ. Đây. Ồ. Thấy chưa? Thấy chưa? Dữ vậy.